và đá phạt trực tiếp. Một trận bóng rất mạnh vào cung về phía trong. Cú đẩy bóng ra ngoài của thủ môn Văn Lương, dứt điểm, không vào. Đó vừa rồi là của Hiếu Buồn Ngủ. Đó là Nam Nguyễn. Cú chuyền kỹ thuật của Nam Nguyễn sẽ cho đồng đội ở phía trên. Thần kinh thép của Bầu Doãn từ vị trí của thủ môn Mèo Điên. Bầu Doãn ngồi gần ngay khu vực tuyến tác nghiệp. Tuấn Carlos hoàn toàn có thể tung ra một cú sút xa. Không vào. Anh em ekip bóng đá Phủ Miền Tây của chúng tôi thường dành cho Tuấn Carlos một cụm từ, đó là gương can già gan cay. Đội trưởng tốt của Tuấn Carlos, dứt điểm, không vào. Quan Phổ dứt điểm thẳng, không vào. Lê Kha tìm nguồn dứt điểm của Lê Kha, người rất hay. Tuấn Carlos dứt điểm, bóng bay vào xa rồi. Nếu như mà Tuấn Carlos ghi bàn ở trong pha bóng vừa rồi thì chắc chắn sẽ được đề cử ở trong danh sách dứt điểm. Tuấn Carlos nỗ lực đưa quả bóng, không vào. Đôi, không vào. Lại là Tuấn Carlos với những tình huống hám thành từ đầu trận đến thời điểm hiện tại. Và chúng ta xem lại tình huống này. Cao thủ MNC đã tăng cường thêm một tiền đạo, đó là Bầu Doãn. Thiếu Buồn Ngủ, Thiếu Buồn Ngủ. Quá khó được chuyển vào phía trong, coi hoàn toàn có thể dứt điểm, không vào. Chúng ta xem lại tình huống đá phạt này, tình huống dứt điểm thẳng, không vào. Và sẽ chiến thắng cho tình huống chiến chấp tay đôi vừa rồi. Lê Kha để bóng ấy mạnh rồi, Lê Kha xin chân trái, không vào. Bản thân của cao thủ câu lạc bộ Tín Xuân cũng rất biết cách để tạo ra những tình huống tấn công vỗ mặt của hàng phòng ngự câu lạc bộ MNC. Đặt mắt mà đứng trước quả đá phạt góc này, một quả đá xa, lỗ sót, không vào. Và ta có thể tung ra một tình huống dứt điểm từ xa rất nguy hiểm. Ý đồ tạt bóng của cầu thủ mang áo số 2 về phía MNC. Văn Lượng rất nguy hiểm. Đội bóng quen với việc thi đấu với cường độ nhanh. Và nơi đây có phải một cơ hội không? Hiếu Buồn Ngủ, cơ hội đói mà không mà. Các bạn ơi, chúng ta dành lời khen ngợi như thế nào đây dành cho pha đối mặt cứu thua tuyệt vời này của thủ môn Văn Lượng. Sự Lê Kha, bóng là Lê Kha. Tình huống giật gót tốt của Lê Kha, dứt điểm, không vào. Chúng ta xem lại tình huống xử lý quá đẳng cấp này của Lê Kha. Nhưng mà thủ môn Mèo Điên đã ngang cáng một siêu phẩm phối hợp của một tình huống. Một quả bóng đã nhiều ngay vào mép nối trước của dòng và sang ngang. Tỷ số chỉ dừng lại ở con số là không đều. Nếu như các bạn hỏi tôi đây có phải là một trận đấu nhập. Coi, dứt điểm, không vào. Một tình huống sót bóng rất ngọt và kỹ thuật của Quan Phố. Muốn đá phạt trực tiếp rất nguy hiểm. Chúng ta xác nhận chạy bóng vào phía trong. Coi! Một lần nữa có bóng hướng đến vị trí của Thình Ken. Bình Ramos được truyền của Bình Ramos dành cho Thình Ken. Thình Ken không được. Chúng ta cùng đợi xem. Chưa có bàn thắng dành cho câu lạc bộ MNC. Rất nguy hiểm. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Là của cầu thủ mang áo số 3. Áp sát. Dứt điểm tầng, không vào.
rất nguy hiểm. Bình Ramos nỗ lực của Quang Phổ. Quang Phổ đang ngã. Văn Hồi sức sướng quá tuyệt vời. Chuyển mạng là điều mà chúng tôi không ai muốn cả. Nguyễn Thắng giờ đây. Nguyễn Thắng ơi, không thể giữ điểm. Không có tiếng trước phải vào lưới nhận bóng. Rõ ràng với một thế trận như thế này là một thế trận mà tất cả chúng ta đang bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng. Thì muốn phát bóng đánh đâu cứ vào đội chân của Đam Mát. Hiệp của bóng, hiệp của bóng giữ điểm. Hiệp Cú Bù vào sân và được trở thành lại bàn thắng mở tỷ số của Hiệp Cú Bù. Một mình Hiệp Cú Bù ở khu vực trung lộ đầy bóng và tung ra tình huống dứt điểm vô cùng dấu chân. Và đã đánh bại đường thủ môn Văn Lượng, một thủ môn chơi rất xuất sắc ở trong trận. Lỗi rồi. Chúng ta cùng đợi xem. Đội trưởng. Và như vậy trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu.